Thưa quý vị, trong bối cảnh hiện nay, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi tại trường học ngày càng được tổ chức đoàn đội tại thành phố Đà Nẵng quan tâm. Thông qua các hoạt động đa dạng về nội dung, linh động về hình thức, các em học sinh ngày càng được hỗ trợ thêm nhiều kỹ năng hữu ích để chủ động hơn trong việc tự bảo vệ mình, góp phần thực hiện có hiệu quả quyền trẻ em. Một buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích đuối nước vừa được Hội đồng đội thành phố và Cung thiếu nhi Đà Nẵng tổ chức tại trường tiểu học số 1 Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Là địa bàn nông thôn thường xuyên xảy ra ngập lụt vào mỗi mùa mưa bão, nên những kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích đuối nước là vô cùng cần thiết đối với học sinh, đặc biệt là các em trong độ tuổi còn nhỏ như cấp tiểu học. Con cảm thấy rất là bổ ích bởi vì con đã học được rất nhiều cách phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước, và khu địa bàn của chúng em là khu dễ gây ngập lụt nên là qua những gì thầy đã dạy thì con cảm thấy rất là bổ ích. Buổi sinh hoạt hôm nay rất là bổ ích và thầy đã dạy cho em rất nhiều điều về cách sử dụng áo phao và cách giúp bạn để thoát khỏi tai nạn đuối nước. Đây chỉ là một trong 14 buổi sinh hoạt chuyên đề đã và đang được thành đoàn, hội đồng đội Cung thiếu nhi Đà Nẵng triển khai tại các quận huyện trên địa bàn Đà Nẵng với nhiều nội dung kỹ năng cần thiết, phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu nhi, khối tiểu học và trung học cơ sở. Qua đó góp phần thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội trong việc tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng. Chúng tôi tuyên truyền rất là nhiều kỹ năng, bao gồm là sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới cho thiếu nhi toàn thành phố. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều nội dung như là phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, rồi an toàn trên không gian mạng và chuyển đổi công nghệ số. Ngoài ra thì chúng tôi còn có một số cái hoạt động về tuyên truyền kỹ năng thực hành xã hội. Trong đó thì luôn quan tâm đến cái việc tuyên truyền về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử và đặc biệt là cái kỹ năng kiềm chế cảm xúc cho học sinh. Bên cạnh các chương trình thực tế nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, hiện tại các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức đoàn đội luôn thường xuyên duy trì các mô hình đội nhóm, câu lạc bộ kỹ năng phù hợp với nguyện vọng, sở thích của thanh thiếu nhi. Cùng với đó tăng cường các kênh tiếp nhận, lắng nghe ý kiến học sinh, từ đó kịp thời giải quyết các vướng mắc, lo lắng trong học tập cũng như trong sinh hoạt thường nhật của các em, góp phần định hướng cho trẻ lối sống lành mạnh, tích cực. Tư vấn những cái chia sẻ thật lòng về cho các bạn những cái gì các bạn khó khăn trong học tập, trong cuộc sống cũng như là trong mối quan hệ giữa bạn bè, giữa thầy cô giáo và các em học trò hoặc là giữa các bạn và gia đình và phụ huynh. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, định hướng phát triển tâm sinh lý và xử lý các tình huống trong môi trường gia đình, học đường và xã hội vẫn sẽ là những nội dung được thành đoàn Hội đồng đội thành phố Đà Nẵng quan tâm triển khai trong thời gian tới. Qua đó góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện với trẻ em.